chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Sáng nay cả nhà sói Trích là lục đục 6 rưỡi sáng đã dậy rồi. Em sói em Trích dậy ngồi ăn sáng. Còn mẹ em đã thay được toàn bộ chăn ga gối phòng mình, phòng em Trích, phòng em sói. Sau đấy cũng ngồi ăn sáng, rồi sơn móng tay. Yay! Cái móng tay của mình thì nó dài lắm rồi. Mà móng tay vuông để dài thì trông nó, mình có cảm giác kiểu nó không đẹp ấy. Mà mình ngại ngồi cắt ngồi rũa nữa. Thành ra là hôm nay mẹ em đổi dáng móng tay thành móng tay oval. Móng tay tròn tròn nhưng mà không phải là tròn nhọn hẳn, chỉ như thế này thôi. Sơn xong thì thấy mình có vẻ nữ tính hơn hẳn với cái kiểu móng tay này. Ba mẹ con đang đợi ba em một xíu xíu. Sau đấy thì cả nhà sẽ đi ra ngoài. Mẹ em có ý định đi xem hoa lavender ngày hôm nay. Mình muốn mua mấy khóm về để trồng trước cửa nhà, bỏ hết những cái cây ở chỗ hai bên đường lối đi vào cửa chính của nhà sở Trích á. Mình muốn thay toàn bộ vào đấy là hoa, hoa lavender hoặc là cái hoa gì đấy xinh xinh, hoa như kiểu là hoa ở New Zealand. Mọi người có nhớ nhà sở Trích đi đám cưới trên đảo Waiheke không? Cái hoa đấy gọi là hoa gì nhỉ? Hoa bươm bướm à? Hoa gì mà cái cánh nó mỏng mỏng á, cái hoa đấy cũng đẹp. Nhưng mà chỉ sợ trồng ở đây, với cái khí hậu ở đây là không trồng được thôi. Nếu mà trồng được thì mình sẽ mua hoa đấy, còn nếu không thì mình sẽ mua hoa lavender. Bởi vì cái sức sống của lavender nó rất là tốt trong cái môi trường nóng khắc nghiệt. Và khi mà nó nở hoa trông nó cũng đẹp ấy. Lavender có rất nhiều loại tím khác nhau, nhưng mình thích một cái loại màu tím. Tím nó, cái sắc của nó đậm nhưng mà nó không kiểu bị đậm quá, nó ở trung bình, nhạt nhạt đậm đậm, nói chung là đẹp đẹp. Thì hôm nay nhà sở Trích sẽ đi mua cây, mua hoa, mua đất về và sẽ dọn dẹp vườn tược, nhổ cây, nhổ cỏ. Con ơi, con đã dọn phòng con chưa? Hai anh em vào phòng anh sói chơi bầy bừa rất là nhiều. Raphael, have you tidied up your room with all the toys? Nào, hai anh em vào đây dọn đi nào. Đây, bộ chăn ga gối mới của em sói đây. Bộ này giống như bộ bên phòng mình, chỉ có điều là khác màu thôi. Màu của em là màu xanh, kẻ xanh. Còn của phòng ba mẹ em là màu ghi. Mấy bộ này mình mua ở IKEA, chất cốt tông rất là thích. Nào con, dọn dẹp đi. Lego in the box. Dối. Dối là lá. Dối là lá. In the box, put the lid on. Put the lid back on. And the puzzle? You, I'm going to do a wrong puzzle. A wrong puzzle? A right one. Don't do a wrong one. Tự nhiên làm cái puzzle sai để làm cái gì con? Dad, we ready? Dad, we go, mama. Bà ba ơi. Mama, where are we going? Going to the shop. Do you remember the shop that have a little trolley? Yeah. Mommy wanna buy some flour. Patty, patty, patty. Zoe, Zoe, dạ. Ba ơi. Zoe. Ba. Ba. Ơi. Ba. Xong chưa? Zoe. Ba xong chưa? Xong chưa? Đúng rồi. Sao nói ba ơi. Ba xong chưa? Nhanh lên. Xong chưa? Zoe, giày của con đâu? Giày của con đâu? Giày đâu? Shoe đâu? Shoes của con đâu? Hai anh em chơi đồ chơi tú tung ở dưới sàn nhà. Em Trích thì dùng bộ chăn ga gối cũ của anh sói. Bộ này có mấy cái chấm chấm hồng hồng này thì mình nghĩ là em Trích vẫn dùng được. Và cái ga này là cái ga đi với cái bộ dứa của em ấy đấy. Nhưng mà bộ dứa kia mình nhìn thấy nhiều hồng quá, thành ra là mình dùng cái ga trắng cho em ấy. Và cái bộ này ít hồng,
thì lấy cái này ra để dùng cho bộ này. Mẹ em sẽ mua thêm cho em Trích một bộ ga gối nữa. Em có 3 bộ là đủ. Mình thích mấy cái bộ này vì nó mềm này. Mà bây giờ cũng ngon, họ không sản xuất cái này nữa. Trích gọi là dùng sái của anh trời. Nào. Tám, đúng rồi. Tám. Yeah, maybe. Nhà sở Trích đang ở 8th Street dưới Habitat để ăn trưa. Mẹ em nói với ba em là dưới này có 8th Street rồi, là ba em cũng muốn đến để xem. Hả? Cái gì? Are you still hungry? Hai anh em sở Trích vừa ăn hết một đĩa dumpling xong. Ba 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 ba. Ăn trưa xong đi ngắm nghía đồ một tí nhá, rồi là đi mua cây nhá. Mua cây xong về nhà thôi. Hai anh em nhanh quá thôi, bảo đi bộ thì không đi đâu, nhưng mà vào cửa hàng kẹo với ba là chạy lon ton theo ngay. That's not a lolly. Cho bà con vào cái uống cà phê này. Chơi ở cái góc chơi kia. Mẹ em đi ra ngoài vườn xem cây. Vườn ở ngoài trời mà. Nóng. Okay, you guys go in there, yeah? I'll see you later, Dad. Yeah. Hoa, hoa, hoa. Mẹ em cần hoa, hoa, hoa. Làm thật đấy. Cái cỏ này mình thấy nhiều nhà trồng lắm này. Nó xoa ra. Ừ.
Ui. Cây thật hay cây giả nhỉ? Cái này màu yêu thế. Hoa này mà trồng bụi khóm to nhỉ thì rất đẹp. Mẹ em chưa nhìn thấy lavender đâu cả. Đi vòng. Hoa li ti này là hoa gì đây? Đẹp này. Ui cái màu tím sắc này đẹp chưa? Tím ngắt luôn. Tím nhung. Đẹp nhờ. Ngoài nắng này. Đấy. Hoa mắt rồi, mẹ em hoa mắt rồi. Mẹ em không mua được hoa, không mua được cây gì cả. Vì là những cái chậu hoa họ bán ở trong đấy là những cái chậu nhỏ. Họ vừa mới kiểu mới làm nó nảy mầm từ hạt ấy. Thành ra là hơi khó chăm. Mình không mua. Đợi tìm thêm trên mạng xem là có những chỗ nào nhà vườn mà người ta làm ấy thì họ sẽ có cái số lượng kiểu nhiều hơn, nhiều chủng loại hơn và cây nó lớn hơn, nó già tuổi hơn ấy. Bây giờ nhà sáo trích sẽ sang bên nhà ông bà nội mang đồ chơi sang bên trả nhà ông bà nội. Đồ chơi này là đồ chơi những cái miếng xếp xếp của em sói trước đây đấy. Thế nhưng mà giữ ở bên nhà ông bà nội để khi nào mà kiểu sang bên đấy thì có cái để chơi ấy. Với lại ba sáo trích còn cầm bia sang để uống ông nội nữa. Đi con đi. Em sói hôm nay rất hứng chí với lại chữ bảng chữ cái. Đây này, mẹ em muốn bỏ hết cây ở những chỗ này đi. Bỏ hết và trồng một loạt những cây hoa nhé. Đi con đi. Đi. Anh sói hứng thú với lại bảng chữ cái. Hỏi mẹ là mẹ ơi, tên con bắt đầu bằng chữ gì, xong rồi xếp. Dạ. Mẹ em hứa là mẹ em mang bảng chữ cái ra cho em chơi. Để em cầm sang bên nhà ông bà nội chơi. Dạ. Dạ. Ừ đấy, đúng rồi. Ui trời, lon ton quá. Đi theo anh con. Go graphy so so. Quick. Đi nhanh theo anh không nắng. Whee. Đúng rồi. Come on. Thank you.
Ít thôi con ạ. Thế thôi. Zoe, đã thank you anh chưa? Thank you, baby. Đúng rồi. Anh lấy nước cho nha. I'm a nice boy, not the bad boy. No, you are the nice boy. You're welcome, em chị cũng you're welcome. Hai anh em vừa bơi ở bên nhà ông bà nội về, chơi chán ở bên đấy rồi, ăn uống rồi. Mẹ em chuẩn bị cho đi tắm này, sau đấy là đi ngủ thôi nha. Ngủ sớm thôi. Mai anh Sói lại quay lại đi học rồi. Sáng mai ba em bay sớm. No. Because he was wanted to spoil nail mama. Okay, it's okay. Chili's hot sometimes. Yeah? Yeah, me eat chili sauce and now I... Yeah, okay. Zoe, cup. Đưa cho mẹ cái cốc, uống hết xong. Now I don't like chili. Mm-hmm. Chili, not chili. 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 Mm-hmm. Thấy anh nằm là cũng nằm này, em chích chuẩn bị. Night night. Night night you too. Ôi dồi ôi, trong hoàn cảnh quá. Nằm vạ vật. Ôi trời. Night night Ravi. Bye. Oh, it's a balance. Oh, you do balance. Wow. Em chích cũng làm, em chích cũng làm. Wow, giỏi chê nhỉ. Sói với chích ăn ở bên nhà ông bà nội coi như là ăn tối luôn rồi. Còn mẹ em vẫn chưa nghĩ được là tối nay hai vợ chồng ăn gì. Thôi cứ cho trẻ con đi tắm đi đã. Đi tắm đi ngủ xong ba mẹ em nghĩ xem làm cái gì nhanh nhanh để ăn nào. À, mình có thịt, thịt xiên hôm vừa rồi mua ở siêu thị này. Có rau salad, có khi là làm salad để ăn tối cho nó nhẹ. Mẹ em buồn ngủ quá, sáng nay mình dậy sớm à. Và mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Đi ngủ sớm, sáng mai lại dậy sớm, chuẩn bị đồ cho Sói đi học. Tuần tới Sói chỉ học 2 buổi thứ 2 và thứ 3 thôi. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng từ Việt Nam mọi người nhé. Bye. Bye.